Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Thế Giới Máy chúng tôi sẽ test máy nghiền thảo dược inox loại 1 kg. Hiện tại chúng tôi đang test là nấm linh chi. Nấm linh chi được cho vào nghiền ra thành bột để hòa tan trong nước uống. Hiện tại đang test máy cho khách hàng. Và bà con hãy chờ đợi một chút để xem thực tế sau khi là nấm linh chi đưa vào trong máy nghiền ra sẽ như thế nào nha. Rồi khi ta hẹn giờ máy chạy xong sẽ tự ngắt. Bây giờ chúng ta xem thành quả. Đừng sôi. Nhiều đấy. Chưa cho nhiều. Thôi. Ủa nó tràn ra. Tràn nó nở à? Siêu mịn, không còn gì để nói. Cho cái muỗng này, cho một cái muỗng này coi. Có. Hôm nay phải đông à? Em cho chị cái ly bốc gươm bướm đi được không? Một cái bịch con quấy này chứ. À con quấy à. Đây, nấm ninh chi. Một cái bịch như thế này khoảng bao nhiêu tiền này? 16.000. 16.000 một bịch. Là mình hòa xong là mình uống cả cái này luôn chứ không cần nọc. Thích thì uống mà không thích thôi. Nó sẽ tự nặng, nó sẽ nặng cái bã xuống. Béo xung phong thử đọc trước. Này giảm cân được không anh? Có. Đã giảm cân vậy là hợp với béo rồi. Này về nha.